tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2019 Kỷ Hợi có sao Vân Hớn chiếu mạng và gặp hạn ngũ mộ. Sao chiếu mệnh là hung tinh mang đến những vấn đề về sức khỏe cho người nữ sinh năm 1982. Còn hạn tuổi là một tiểu hạn, mang đến tai bay vạ gió và sức khỏe yếu kém cho chủ mệnh. Xem tử vi năm 2019 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng còn thấy được của bạn năm nay gặp vận niên trư phùng hỏa xấu. Còn ngũ hành lại đi vào sinh xuất. Những điều này chủ về sự hao tài, tốn của và gặp nhiều sự bất trắc trong cuộc sống. Y tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2019 nữ mạng mạng, đại hải thủy, nước biển lớn, sao, Vân Hớn, chủ về rối rắm, nạn tai hạn, ngũ mộ, hao tài, mất của vận ninh, trư phùng hỏa, heo gặp lửa, thiên can, nhâm gặp kỷ, bình hòa, thuận thành địa chi, tuất gặp hợi, bình hòa, thuận thành xuất hành, ngày mùng 1 Tết, từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, giờ địa phương, đi về hướng Bắc để đón tài thần, đi về hướng Đông Nam để đón hỷ thần, màu sắc, hợp màu, đen, trắng, kỵ màu, đỏ, vàng ai ai. Tổng quát tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng một, con người, tính cách quý bạn tuổi Nhâm Tuất là người có kiến thức, thích học hỏi, làm việc chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm cao được nhiều người tin cậy, tính tình thẳng thắn, sẵn sàng chấp nhận việc hợp lý nhưng với tính bảo thủ cao, lòng tự hào lớn, khó thấy được lỗi mình, vào đời tự rút kinh nghiệm sau những va chạm, thất bại. 2. Sự nghiệp, tiền tài quý bạn tuổi Nhâm Tuất, muốn thoát ly gia đình sớm, thích tự lực, tự lo, giỏi ứng biến trở xoay, thông minh, cần mẫn, dễ tạo nên sự nghiệp. Khoảng 40 tuổi đã vững vàng, càng lớn tuổi sự nghiệp càng hưng vượng. 3. Cuộc sống, tài vận quý bạn là người nhu hòa, nhiều bạn hữu, hợp với ngành kinh doanh, nghề nghiệp tự do hơn là bị đóng khung trong công việc cố định, nhàm chán. Nếu thuận sinh thu đông, ban ngày, cuộc đời gặp nhiều may mắn nhiều hơn. Tuổi già an nhàn, phú túc, con cái nên danh. Xem tử vi Nhâm Tuất 1982 năm 2019 nữ mạng 1, sao chiếu mệnh tử vi Nhâm Tuất 2019 nữ mạng quý bạn gặp sao Vân Hớn chiếu mạng, công việc làm ăn, học hành thường gặp trở ngại, tình cảm rối ren, gia đình bất hòa, có nhiều xáo trộn. Sao Vân Hớn thuộc hành hỏa, đối với mạng hỏa là gặp sự tương trợ xấu càng thêm xấu. Vân Hớn tháng 2 tháng 5 lời qua tiếng lại anh nằm nào yên, tháng 8 rắc rối than phiền làm ơn mắc oán. Muộn phiền tâm thân hay, hạn tuổi tử vi nữ Nhâm Tuất năm 2019 với hạn ngũ mộ, dễ sinh hao tốn nhiều mạch, ngoài ra còn có thể bị trộm cướp, tiểu nhân lừa gạt. 3. Về tứ trụ tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mạng năm 2019 về tứ trụ với thiên hư, địa sinh, sức khỏe không được tốt, ra ngoài làm ăn giao tiếp bạn bè thì đều phải hao tán tiền bạc, không nên đầu tư tiền bạc vào làm ăn nhiều. Có tin vui về thêm người trong gia đình hay có bệnh về máu huyết hay huyết áp. 4. Vận niên tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2019 nữ mạng vận niên trư phùng hỏa là hình tượng lợn bị gặp lửa, lợn quay. Năm nay có nhiều biến cố đột xuất, làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không được đáng là bao. Giúp cho người khác thì gặp cảnh làm ơn nên oán, chi bằng thủ thường an phận cho xong vậy. Dù có thời cơ cũng phải suy xét cho kỹ lưỡng trước khi làm, nên chỉ làm công ăn lương, giữ gìn tiền bạc tài sản cẩn thận, công danh phải nhờ người giúp đỡ mới nên. Đường tình duyên không có gì thay đổi lớn, về cuối năm sẽ tốt. Khi xem tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 năm 2019 phối hợp các yếu tố trên, đứng về mặt ngũ hành để luận giải, năm nay can kỷ thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, hậu vận là thiếu gốc, thổ vận bất cập. Đối với quý bạn mạng thủy, gặp năm một là sinh xuất, biểu hiện một năm công việc tiền bạc có sự tiêu pha và khó khăn. Sao hạn và vận niên đều không tốt lại càng làm ảnh hưởng nhiều cho công việc và gia đạo. IV, luận giải tử vi tuổi Nhâm Tuất năm 2019 về mặt tử vi 1, cung đặt mệnh tử vi năm 2019 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng xét về mặt tử vi, tiểu vận đi vào bình hòa cho thấy đây là một năm mọi việc làm ăn không được tốt. Đại vận, từ 32 đến 41 tuổi, đối với tuổi Nhâm Tuất thì đại vận này tương đối tốt, về đường công danh tài lộc đang được vượng tăng, nhiều may lành. Tuy nhiên vì năm 2019 là một năm tương đối khó khăn, mặc dù đại hạn 10 năm tuy có tốt nhưng cũng chỉ có thể giảm phần nào. 2. Cung tiểu hạn tử vi năm 2019 tuổi Nhâm Tuất nữ mạng cung tiểu vận có các sao thiên phúc, thiếu âm, quốc ấn, cô thần,
bệnh phù đây là bộ sao chủ về được âm phù dương trợ, tuy nhiên về sức khỏe và gia đạo không được tốt. 3. Cung tam hợp tử vi nhâm tốt 2019 nữ mạng cung tam hợp có các sao lộc tồn, bác sĩ, long đức, thiên hỷ đây là bộ sao tốt chủ về có tin vui trong gia đình, ốm đau bệnh tật thì nhanh khỏi. Tuy nhiên ngoài ra cũng có bộ sao xấu như lưu hà, tử, quả tú, tướng quân, địa võng, trực phù, dưỡng đây là bộ sao chủ về gia đạo bất hòa có bệnh và xương khớp và máu huyết, gia đạo bất hòa. 4. Cung xung chiếu tử vi tuổi canh ngọ nữ mạng năm 2019 tại cung xung chiếu có các sao thiên việt, thanh long, thiên trù, thiên đức, phúc đức, đây là bộ sao chủ về có quý nhân giúp đỡ và có tin vui về hỷ tín trong gia đình. Tuy nhiên ngoài ra cũng có bộ sao xấu như kiếp sát, tuyệt, triệt đây là bộ sao chủ về có tì vết về dao kéo trên người và công việc không được tốt. Tổng hợp các yếu tố trên về phương diện ngoại giao và việc làm, trong năm nay thì tuổi nhâm tuất không nên thay đổi công việc làm, anh chủ về gặp nhiều khó khăn và mọi việc đều đi vào bế tắc về phương diện tài chính. Tiền bạc tuy có nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu chứ có dư giả. Về phương diện tình cảm vợ chồng không được tốt, trong nhà thiếu hòa khí. Về phương diện sức khỏe, chú ý sức khỏe không được tốt, ốm đau thì lâu khỏi. Nhìn chung, tử vi 2019 tuổi nhâm tuất nữ mạng có nhiều sự thay đổi, tuy nhiên chỉ tốt hơn so với các năm trước. Các tháng tốt nhất trong năm 2019 đối với tuổi nhâm tuất nữ mạng là tháng 1, tháng 5, tháng 10 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để cho tuổi nhâm tuất làm mọi việc vật phẩm phong thủy hộ thân. Đối với tuổi nhâm tuất nữ mạng trong năm 2019 để tăng cường các khí cho sao vân hớn thuộc hành hỏa, nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao xấu, như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu, như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nộ, hổ phách. Hay nên dùng sim phong thủy có ngũ hành kim hoặc thủy để tăng vận khí của bản thân. Vi luận tử vi tuổi nhâm tuất nữ mạng năm 2019 theo các mùa 1. Xem tử vi nhâm tuất 2019 nữ mạng trong mùa xuân, tháng giêng, đầu năm vui xuân cùng gia đình, có quý nhân giúp đỡ trong công việc. Tháng 2, tiền bạc có sự hao tán nhiều không nên đầu tư tiền bạc vào công việc. Tháng 3, trong nhà thiếu hòa khí, tình cảm vợ chồng không được tốt. 2. Xem bói tuổi nhâm tuất năm 2019 nữ mạng vào mùa hạ. Tháng 4, có sự xuất hành đi xa hay công việc làm ăn có sự thay đổi, hay chỗ ăn. Ở tháng 5, có quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn, tuy nhiên không nên đầu tư. Tháng 6, cẩn thận sức khỏe không được tốt hay có chuyện buồn phiền. 3. Vận mệnh tuổi nhâm tuất năm 2019 nữ mạng trong mùa thu. Tháng 7, nên chú tâm vào phúc đức tổ tiên thì sẽ được phù trợ. Tháng 8, tiền bạc tiêu pha nhiều chú ý ra ngoài gặp phải cửa quan. Tháng 9, có tin vui trong gia đình, tuy nhiên chú ý về công việc làm ăn không tốt. 4. Xem tử vi tuổi nhâm tuất 1982 năm 2019 trong mùa đông. Tháng 10, ra ngoài chú ý xe cộ đi lại cẩn thận hay chân tay có tì vết. Tháng 11, có lộc về đường làm ăn, tuy nhiên không nhiều, ốm đau thì nhanh khỏi. Tháng chạp, tất cả mọi công việc làm ăn đều không tốt, sức khỏe kém, có chuyện buồn. Nguồn bài viết